và các bạn tham gia đại lễ Vesak 2019 chay Tâm An Lạc. Tôi rất vinh dự được giới thiệu các cái sản phẩm của các đối tác đồng hành, trong đó là có hạt điều 3H. Hạt điều 3H của chúng tôi là một đối tác đã đi đồng hành với chay Tâm An Lạc trong suốt một thời gian dài, và hôm nay có nhân viên thì bạn Hạnh trách ở điều 3H sẽ có những cái chia sẻ với các bạn về cái nét đặc biệt của điều 3H ạ. Xin chào các bạn, tên tôi là Hạnh, tôi là Nguyễn Thị Hồng Hạnh, tôi là người sáng lập và là người đang điều hành trực tiếp điều 3H. Thì với cái phương châm là tại bên bao nhiêu những cái điều ngon của Việt Nam và bao nhiêu những đặc sản ngon nhất, quý hiếm nhất của Việt Nam nó được đưa đi hết trên thế giới, thì mong muốn của những người sáng lập như chúng tôi là chúng tôi mong muốn để lại những cái sản phẩm mà của Việt Nam, hoặc là nguồn gốc được trồng nguồn gốc từ Việt Nam có thể trồng ở tại các nước nhưng đưa về cho người Việt với mục đích là chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Bởi vì khi mà nghiên cứu, bản thân tôi thì đã có 11 năm làm trong ngành dược, và tôi nghiên cứu điều 3H với vai trò trên cái cương vị của bài thuốc, chứ không đơn thuần nó chỉ là một loại hạt để cho mọi người ăn, cho nó gọi là ăn giống như một snack, thì nó không phải như vậy. Bởi vì lý do vì ở trong điều 3H người Việt nhà mình rất ít biết, bởi vì bản thân tôi trong suốt quá trình mà nghiên cứu điều 3H và nghiên cứu điều thì tôi thấy tất cả các tài liệu của Việt Nam đều là tài liệu dịch của thế giới, và cái thông tin mà trong cái tài liệu dịch đó cũng rất là nghèo nàn. Thì tôi đã phải lùng sục hết, trong 3 năm đầu tiên tôi đã phải lùng sục hết tất cả các kho dữ liệu về dinh dưỡng của điều trên thế giới, trong đấy có tổ chức USDA. Như các bạn đã biết, nếu mà ai làm ở trong ngành organic thì các bạn sẽ biết rất là rõ USDA là ai, rồi trung tâm dinh dưỡng của EU, rồi những cái đơn vị ví dụ như Hà Lan hay là gần đây nhất là Nhật Bản hay là Hàn Quốc, thì các cái tài liệu của họ vô cùng phong phú về điều, và tôi rất là ngạc nhiên bởi vì là điều này, đến khi mà tôi phát hiện ra cái hàm lượng dinh dưỡng của điều thấp nhất là 117 chất, và ví dụ trồng những theo phương pháp tự nhiên thì nó lên đến 127 chất, vô cùng ngạc nhiên. Và khi mà là những năm đầu tiên của 3H, 3 năm đầu tiên là 3H nghiên cứu vô cùng sâu về điều 3H, bởi vì là 3H đưa sản phẩm của mình đến trung tâm kiểm nghiệm Eurofin, và đây là một trong 3 trung tâm được coi là uy tín nhất Việt Nam để mà xuất khẩu các hàng nông sản đi các nước trên thế giới. Thì khi mà nghiên cứu phân tích các thành phần của 3H thì các bạn đều nói là điều đi thế giới thì phân tích rất là sâu sài, chị đừng phân tích nhiều như vậy. Thế nhưng mà khi mà với cái tâm là làm để mà gieo nhân sức khỏe cho mọi người và mong muốn là giúp mọi người củng cố sức khỏe của mình, cũng như là các bạn mà đang đi tuổi đi học, các bạn đang tuổi teen, các bạn có một cái sức khỏe tốt trong tương lai, đặc biệt là những người bệnh ví dụ như bệnh tiểu đường hay là bệnh ung thư, họ có những cái nguồn dinh dưỡng thật sự là ngon, trước hết là ngon đã, để cho họ có động lực để họ duy trì cái sản phẩm trong lâu dài, cũng như là họ có thể giúp cho họ trong hỗ trợ cùng với cả các loại thuốc và quá trình điều trị để cho phục hồi lại sức khỏe của họ tốt hơn. Thì đấy là cái lý do vì sao mà những người sáng lập như chúng tôi ra điều 3H, chúng tôi phân tích điều 3H vô cùng kỹ lưỡng. Và hiện tại bây giờ kết quả của điều 3H nó có 14 trang A4 các bạn. Nó có 14 trang A4, nghĩa là nó lên đến khoảng hơn 100 chất, nó không lên đến được 127 chất do vấn đề kỹ thuật của Việt Nam, mình không, nó không đủ máy móc và thiết bị để nó lên được hết các cái hoạt chất, nhưng nó lên đến khoảng 121 chất. Ở trong điều 3H nó có 121 chất, nếu mà gửi đi nước ngoài thì chắc chắn con số này nó còn tăng lên nữa. Thì cái lý do mà chúng tôi đồng hành cùng với Tâm An Lạc là bởi vì là ngay từ đầu khi mà thành lập điều 3H và sáng lập ra điều 3H để lại cho thị trường nội địa thay vì xuất khẩu, thì chúng tôi đã mong muốn có được gieo duyên về sức khỏe cho những phật tử, cho những người đang bị bệnh, đặc biệt là cái nhóm người mà đang bị bệnh tiểu đường, mỡ máu, huyết áp và ung thư. Thì đồng thời là những người chúng tôi hiểu rất là rõ là trong quá trình ăn chay, những người ăn chay hoặc những người phải ăn kiêng theo chế độ bệnh thì họ gặp rất nhiều vấn đề với việc là các phẩm, rất nhiều các thực phẩm ăn không dễ, và chế biến thì nó cũng khá là các món chế biến nó cũng không được đa dạng, làm cho người bệnh người ta vốn dĩ đã khá là không thích ăn, lười ăn hoặc là chán với các món ăn thì họ có động lực để họ ăn. Đấy là lý do vì sao mà tiêu chí của điều 3H, tiêu chí đầu tiên là tiêu chí phải sạch, tiêu chí để hỗ trợ cho những cái nhóm bệnh nhân này, họ có được một cái nguồn dinh dưỡng hỗ trợ cho họ, chứ không phải thêm các hóa chất vào để lại phá thêm hệ miễn dịch của họ, cũng như là
cái dinh dưỡng, cái thứ hai nữa là cái nó bắt buộc phải ngon, điều ba hát nó bắt buộc phải ngon. Và thậm chí là bây giờ chúng tôi nhận được những phản hồi khách hàng, vài trăm khách hàng họ nói là đã ăn điều ba hát rồi thì nghiện vô cùng, mà có những chị kệ rất không thích ăn hạt nhưng có thể ngồi ăn cùng một lúc cả một gói điều ba hát như thế này. Thì là đấy là tiêu chí của chúng tôi. Và cái nữa là cái đã là điều ba hát thì phải đạt được cái tiêu chí nữa, đấy là độ kỹ lưỡng trong quá trình mà chọn lọc hạt, cũng như là chọn lọc nguyên liệu, chọn lọc người giang, chọn lọc người trẻ, chọn lọc sai hạt và chọn lọc cái mức độ mà tỷ lệ hạt đồng đều, cũng như là tỷ lệ hạt mà không bị lỗi ở trong hạt. Ví dụ như các bạn thấy ở đây, hầu hết những cái hạt của điều ba hát thì với cái lựa chọn bốn lần rất là kỹ càng thì điều ba hát hầu như không lẫn các cái hạt sâu, hạt hỏng, hạt thối. Đấy là những trong những năm, ví dụ như những cái năm mà mưa quá nhiều thì trong quá trình làm chúng tôi đã vô cùng vất vả, nhưng mà vì vỏ hạt nó không thể phân biệt được là bên trong nó có hư hại gì không, nên chúng tôi đành phải chấp nhận một cái tỷ lệ hư hỏng nhất định như vậy trong cái điều kiện thời tiết nó quá khắc nghiệt, đấy là mưa suốt năm ở trong miền Nam. Còn nếu trong trường hợp thông thường thì hầu như 10 hạt của điều ba hát nó sẽ chỉ có cùng có sai kinh và sai queen của thế giới thôi. Đây là hai cái sai được coi là hai sai đắt nhất thế giới, và hai sai này là hai sai không nhiều đối tác trên thế giới họ dám nhập hàng vì lý do giá rất là cao. Thì đấy là những cái mà về thông tin sơ bộ về điều ba hát. Còn đến thời điểm này, ngoài những cái điểm là ba hát nó phải ngon, nó phải sạch ra, thì ba hát khác biệt cái gì so với các sản phẩm khác đang có trên thị trường? Cái điểm đầu tiên á, mà sự khác biệt đấy là chúng tôi đặt tiêu chí về an toàn và cái ngon và lợi ích cho sức khỏe cho cộng đồng lên hàng đầu. Chính vì thế mà các bạn thấy là cái muối ở đây, trong cái banner này các bạn thấy á, cái muối mà chúng tôi sử dụng ở đây á, cái muối chúng tôi sử dụng ở đây, đây chúng tôi là một trong những đơn vị rất ít ỏi ở Việt Nam sử dụng cái loại muối mà được bảo trợ bởi Hoàng gia Thái Lan, cùng với các, bởi vì trong các cái thương hiệu mà được Hoàng gia Thái Lan bảo trợ nó không có nhiều, nhưng mà đây là những thương hiệu đem lại sự danh giá cho Thái Lan, và đây là một trong những yếu tố khác biệt của ba hát. Cái thứ hai nữa là ba hát hoàn toàn làm từ điều dụng tự nhiên, và để qua một đêm, bởi vì theo nguyên lý của Đông y thì khi mà trái nó rụng xuống đất thì nó sẽ hấp thụ khí của trời đất, lúc đấy cân bằng âm dương là tối đa, và cái dinh dưỡng của nó rơi xuống đất, nó tiếp tục chín thì cái dinh dưỡng nó sẽ đạt đỉnh. Nên là hầu hết các loại điều mà nếu các bạn đã sử dụng nhiều các loại điều rồi, có những vị điều có vị đắng, có những vị điều nó có vị ngái, nó có vị điều nó có những cái vị mà nó không tạo cái độ béo, độ ngon, độ thơm như của điều ba hát, là vì lý do là hầu hết là họ những cái loại điều đó là được đập ở trên cây xuống, tức là khi nó còn xanh và nó có vị đắng hoặc là có vị rất là ngái, thì ba hát tuyệt đối không. Và tất cả những cái hạt mà đã rụng xuống đất thì ba hát mới đưa vào hàng để sản xuất cho ba hát, và nó được lọc ngay tại vườn. Nếu trong trường hợp ở vườn không loại hết thì tại sân phơi trực tiếp của ba hát tự phơi, và tự phơi trên nền của sân bê tông, chứ ba hát không sử dụng bạt mà sân đất để phơi. Thì trong quá trình phơi như vậy, chúng tôi cũng loại bỏ hoàn toàn những cái hạt mà nó còn non, nó không phải là chín rụng tự nhiên, để nó đảm bảo dinh dưỡng tối ưu và cái độ ngon của nó là ngon nhất. Cái tiếp theo nữa là cái tiêu chí đầu tiên, vì là ba hát trợ duyên sức khỏe cho những người bệnh rất là nhiều, thế nên là cái tiêu chí đầu tiên của các vườn của ba hát là tuyệt đối không được sử dụng các loại hóa chất, ví dụ thuốc diệt cỏ, ví dụ như là thuốc trừ sâu, kể cả trong trường hợp có xịt thuốc trừ sâu trong độ an toàn thì ba hát cũng không lựa chọn những farm đó. Và hầu hết các farm của ba hát hiện tại bây giờ là những farm mà có diện tích rất lớn, 1-2 nghìn hecta, và lý do tại sao lại như vậy là để đảm bảo cái độ sạch của đất. Và trong cái quá trình mà trồng, họ cũng không cần phải dùng phân bón quá nhiều, cây vẫn sinh trưởng rất là tốt và chất lượng hạt nó cũng rất là ngon. Cái tiếp theo nữa là ba hát hoàn toàn rang bằng củi. Ba hát không rang, điều của ba hát không rang bằng ga. Và củi của ba hát khác gì với củi của các đơn vị khác? Ba hát sử dụng chính cây điều già, gốc và cành của những cây điều già để rang cho cái sản phẩm điều ba hát. Và khi mà sử dụng trong cái quá trình bên mình nghiên cứu, R&D nghiên cứu rất là rõ là các cái loại củi khác nhau thì nó cho những cái tinh dầu khác nhau, và nó quay về với việc là vị của mỗi một lô rang với những cái loại củi khác nhau là hoàn toàn khác nhau, nó không có giống nhau.
Thế nên là đấy là lý do vì sao mà sau rất nhiều năm Ba Hát nghiên cứu là Ba Hát quyết định là chỉ sử dụng củi của cây điều già thôi và không sử dụng bất kỳ một loại củi nào khác để rang. Cái tiếp nữa là Ba Hát cũng là một cái đơn vị bên cạnh cái điều rang củi truyền thống thì Ba Hát là đơn vị đầu tiên ở trên thị trường giữ lại hạt điều tươi cho thị trường nội địa. Đây là hạt điều tươi của Ba Hát và những cái hạt điều tươi này, đây là loại nửa hạt. Ba Hát có rất là nhiều loại, loại nửa hạt, loại bể và loại nguyên hạt. Trong đó thì cái loại bể nhỏ thì chuyên dành cho các nhà hàng, cho các khách sạn và họ chế biến dùng để làm bơ, làm phô mai, làm súp, làm sữa, chế biến sâu như vậy. Còn với những cái loại hạt mà nguyên hạt và nửa hạt như vậy thì là cái mà hiện tại bây giờ Ba Hát đang được nhận được sự ủng hộ rất là lớn từ phía thị trường, bởi vì do dinh dưỡng của hạt điều Ba Hát mọi người sau khi sử dụng xong từ 3 cho đến 5 ngày mọi người có thể cảm nhận luôn được sự khác biệt về mặt sức khỏe, bởi vì nó chứa đến một ít nhất là 121 chất mà Ba Hát tìm ra được. Thì ở trong điều của mình nó giúp cho, trong đó nó bao gồm cả các cái nhóm về vitamin đa và vitamin đơn, vitamin rồi các vi chất nữa, rồi những cái nhóm khoáng chất, những cái nhóm chống oxy hóa rất mạnh, rồi cholesterol thì nó không có, cộng với các cái chất béo như trans fat nó hoàn toàn không có ở trong hạt. Trong đấy thì đặc biệt là cái thành phần của ví dụ như tryptophan, nó giúp cho chuyển hóa thành serotonin, nó sẽ giúp cho những người mà làm văn phòng, những người mà chịu thường xuyên hoặc vị trí các quản lý hoặc các giám đốc tại các công ty, hoặc là những người mà thường xuyên phải làm việc áp lực, họ chống lại cái stress và trầm cảm vô cùng hiệu quả. Đấy là lý do vì sao mà giới doanh nhân cũng như là các anh chị đang có kinh doanh riêng của mình, rồi những anh chị ở các vị trí quản lý mà gặp áp lực nhiều trong công việc và cuộc sống thì các anh chị sử dụng điều Ba Hát rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là bản thân trong điều Ba Hát nó chứa quá nhiều, rất là nhiều các cái vi chất ở đây, nó chỉ là một trong những cái bảng chỉ trích lục ra rất là ít các cái vi chất ở đây ạ. Bởi vì Ba Hát có đến 14 trang sản phẩm như vậy, 14 trang phân tích như vậy. Nhưng mà đây chỉ do cái diện tích nó rất là nhỏ nên là Ba Hát chỉ trích lục ra đây có một xíu như vậy thôi, nhưng mà các bạn sẽ thấy là hàm lượng nó vô cùng, các dinh dưỡng nó vô cùng cân đối. Cái thứ nhất là bản thân cái chất béo, cái protein, hàm lượng protein từ điều thì rất là cao. Ở đây các bạn thấy là cái nó lên đến 19.000 mg trên 100 mg, và cái đạm thực vật này đang là xu hướng của thế giới, và cái việc thay thế cho đạm động vật để hạn chế về vấn đề về biến đổi gen, về vấn đề về mỡ máu và các cái bệnh mãn tính, vấn đề về tim mạch, rồi những cái bệnh mãn tính khác, bởi vì là đạm thực vật thì nó thân thiện với hệ tiêu hóa của mình hơn, và bản thân cơ thể của con người chuyển hóa từ đạm động vật sang thành năng lượng để dinh dưỡng cho cơ thể mình nhanh hơn và hiệu quả hơn. Cái tiếp theo nữa là ở đây các bạn thấy một trong những cái mà trong cái quá trình phân tích, khi mình nhận được cái bảng phân tích lần đầu tiên gần như là mình hòa khóc, bởi vì mình không tin nổi là hàm lượng dinh dưỡng nó cao đến như vậy. Và trong một trong những cái mà làm mình ngạc nhiên vô cùng, và nó giống như là cái cách để mình tìm ra được một cái loại thực phẩm để giúp cho bố mình, bản thân bố đẻ mình là người bị mắc bệnh tiểu đường rất là nặng, thì có một cái món ăn hàng ngày để giúp ông điều trị bệnh. Đến bây giờ hiện tại chỉ số đường huyết của ông đang từ 12.6, nó giảm xuống còn có 4.2, và thường xuyên duy trì đến mức 4.2 và 4.6. thì do là ở trong điều Ba Hát nó chứa, và điều nói chung và điều Ba Hát thì nó có chứa cái hàm lượng đường sau khi chuyển đổi nó chỉ có 9.5% thôi, trong khi cúm hay gạo nó lên đến 51%, 52% và 53%. Thì với cái tỷ lệ đường thấp như vậy, đây được coi trên thế giới, các nhà khoa học khuyến cáo đây là món ăn bắt buộc đối với bệnh nhân tiểu đường. Hay là cái hàm lượng acid oleic hay còn gọi là omega 9, thì ở đây cái hàm lượng nó vô cùng cao, nó lên 25.100 mg trên 100 g điều như vậy. Thì bản thân trung tâm dinh dưỡng của EU và các
bộ trưởng của EU về bộ trưởng y tế và phụ trách y tế của EU khuyến cáo người dân EU sử dụng tất cả những sản phẩm mà có chứa hàm lượng acid oleic cao để phòng chống đột quỵ và tim mạch xảy ra rất là phổ biến ở Mỹ và EU. Thì đối với bệnh nhân tim mạch, hạt điều vô cùng tốt. Cái tiếp theo nữa là đối với trẻ con, các bạn mà đang trong độ tuổi đi học, các bạn đến trường các bạn cần chơi, hoạt động, cần sử dụng năng lượng của não rất là nhiều, thì các bạn cần được bổ sung những cái năng lượng, những cái loại dinh dưỡng mà nó đa dạng như thế này, để không phải chỉ có một giúp bổ sung dinh dưỡng không, mà nó còn giúp bổ sung cả canxi và một loạt các khoáng chất mà rất là khó, cộng với vi chất rất là khó để lấy từ các thực phẩm khác. Thì đấy là lý do vì sao mà ba hát vô cùng tâm huyết nghiên cứu trên từng nhóm bệnh một. Và gần đây nhất nữa là với nhóm bệnh nhân ung thư, thì ba hát cái kết quả nghiên cứu là trong hoạt chất của điều nó có chứa một cái hoạt chất lan tinh, nó giúp cho nó, khoa học chứng minh nó là hoạt chất để giúp ức chế tế bào thần tế bào ung thư phát triển, và nó hỗ trợ tiêu diệt cùng với hệ miễn dịch, nó hỗ trợ tiêu diệt cái tế bào mà đã hình thành. Thì đấy là trên cái nhóm bệnh nhân về ung thư, và cũng là một cái kết quả nghiên cứu gần đây mà làm cho cái nhóm sáng lập ra 3H vô cùng có động lực để tìm hiểu tiếp. Trong cái nhóm đấy thì còn cái nhóm về các chị đang có bầu. Với cái nhóm mà các chị đang có bầu thì những cái mà nguy cơ lớn nhất đấy là bị tiểu đường thai kỳ, rồi những cái nguy cơ về thừa sút, những nguy cơ về stress thai kỳ, những nguy cơ về mệt mỏi trong quá trình thai kỳ, thì và thiếu dưỡng chất trong quá trình thai kỳ, thì hạ điều nó giải quyết được tất cả các vấn đề trên của các chị ấy. Ví dụ như với cái tỷ lệ đường nó chỉ có 9,5% thôi, thì nó thấp nhất trong tất cả các loại hạt, và nó thấp nhất trong các loại thực phẩm mà hàng ngày các chị đưa vào cơ thể. Cộng với protein thực vật nó hàm lượng cao như này, nó sẽ giúp hình thành sản sinh cái tế bào cho bào thai, và nó nuôi dưỡng cái tế bào thai nó khỏe từ trong bụng mẹ. Và tế bào thì là gốc của sức khỏe, nên là khi mà con được sinh ra với cái tế bào nó đã khỏe mạnh sẵn như vậy rồi ấy, thì cái khả năng chống chịu của con, cái hệ miễn dịch của con khi con được sinh ra nó sẽ rất là lý tưởng. Cái tiếp theo nữa là mẹ bầu thì thông thường trong quá trình mà mang bầu hay bị thừa sút, thì những cái hóa chất ví dụ như magie hay là đồng hay là canxi nó, và đặc biệt là sắt nữa, thì ở trong hạt điều 3H hàm lượng nó rất là cao. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy lần lượt cái bảng dinh dưỡng nó rất là cao như vậy. Cái thứ hai, cái tiếp theo nữa là mẹ bầu trong quá trình mà thai kỳ như vậy thường rất hay bị táo bón, thì cái tỷ lệ chất xơ dinh dưỡng ở trong điều 3H nó rất là cao, nó lên đến 12.200mg trên 100mg trên 100g hạt điều. Thì cái này nó sẽ giúp các mẹ giải quyết về vấn đề táo bón trong suốt quá trình thai kỳ. Rồi cái việc mà tryptophan hàm lượng rất là cao như vậy ở trong hạt điều, nó giúp cho các mẹ chống lại sự mệt mỏi và chống lại trầm cảm với stress trong quá trình thai kỳ. Thực ra là càng tìm hiểu về 3H cho từng nhóm khách hàng một và từng nhóm bệnh mãn tính một, thì Hạnh càng thấy Hạnh và đồng đội của Hạnh, những người cùng sáng lập với Hạnh, càng thấy có động lực để mà đưa những sản phẩm như thế này đến với người tiêu dùng. Bởi vì thực sự là để tìm được một cái loại hạt mà có quá nhiều công dụng đối với quá nhiều những cái nhóm khách hàng như này, để giúp cho cả cộng đồng có được cái sức khỏe tốt, là một cái mà mong muốn của cả team sáng lập ra 3H.